Tôi tên là David. Tôi là người Pháp. Tôi học tiếng Việt nhưng tiếng Việt khó lắm. Bón chuyển qua đoạn gì làm biết là mẫu bón xuống lắm à một vài về tự biên tự diễn luôn. Anh là con thứ tư trong gia đình đó, nói chung là cũng đánh đổi thì cũng bài cho cháu làm gì đó, nhưng mà ngó cái bộ nó cũng sắp nhỏ giờ cũng không có được gần lắm mấy cái này nữa. Có người bọn bà tới tôi khuyến khích bố con thôi, ông khéo tạ ông chịu không lọc cái đèn máy cày cũng mua hết à, thôi để cô thử tôi kêu hồi hết.